Gì con? Thôi ăn mấy miếng thôi, chút ăn cơm. Uống nước lại chút đi, ăn cơm con. Về chả ngã đi chơi chứ rồi. Chả đi chơi. Không được phải vậy. Không được phải vậy. Lấy hai chiếc đũa em tắt ra khỏi. Tắt gì? Còn hay thì đi tắm đi, cái mình hơi chua là nằm đi chơi. Có đóng tiền em có đưa tiền đâu đóng. Ủa, em nói vậy thì anh chuyển đi rồi em đưa tiền mặt cho anh. Tiền đâu? Tiền đâu? Anh làm gì có tiền? Lương công chức 10 năm mà. Công chức 10 năm mà chả ngã không ngã thôi. Vì công chức ra ra hết rồi. Chưa vậy cho anh uống tiêu rồi. Bánh. Nhỏ này ăn hù hù nhỏ. Ăn vừa vừa thôi, ăn quá đáng nữa. Không quá đáng gì mới ăn có con trứng. Gì? Ăn con trứng chưa nhiều. Quá đáng. Ba trứng gà đó không tiêu. Lương công chức mà 6 năm nay công chức đã dai ra 100 triệu để đẩy dần. Vậy sao? Còn mấy người cũng đưa làm sư các bạn này hết trơn. Như vậy không có thấy đưa làm sư các bạn chứ. Dài cái 100 triệu. Cái gì? Dài cái 100 triệu. Thì 100 triệu đó. Thì dài lần trước 50, lần sau 50 có 100 triệu. Không gửi lên 100 triệu. Mà nó giờ nên bán ra được nhiêu? Trăm mấy. Gì trăm mấy? Chứ nhiêu? Còn 10 triệu, 10 cây hay chuyện trăm mấy? 2 cây mấy? Anh có 2 cây rồi, thời điểm nó 2 cây vàng có 60-30 triệu một cây rồi. Vậy 30? 2 cây cho anh 60 triệu. Cây vàng không 70 triệu. Mấy cái quần, đi chỗ khác. Vàng mà bán ra ta còn chơi vàng ngon. Đừng 70 triệu, 7 cái này nè. Suy nghĩ kỹ hay có 70 không? Thì 70, thì chấm thứ. Khỏi đó. Anh mơ hả? Anh có 2 cây à, 2 cây của anh có 60 triệu à. Mà anh đã 140, mà anh cũng là tiền của anh. Này nè, này của anh. Gì? Biết của mình.
gì trong đó anh có nói vậy hả? Vậy anh có nói nằm như vậy nghe anh không nói nhưng mà em nói cái đó giờ hạn đi chờ mơ hết hạn rồi đó tới ngày 13 chị Hà ơi mơ mừng 12 rồi chị mốt